Ok Và chào mừng anh em và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình Trong cái buổi sáng ngày hôm nay thì mình sẽ cùng mọi người chúng ta tiếp tục Chúng ta cập nhật về thị trường và chúng ta sẽ cập nhật về xuống của Bitcoin mọi người nhé Mọi người xem video của mình có thể ấn và ủng hộ mình bằng cách like đô mọi người nhé Ok, quay trở lại với thị trường crypto của chúng ta trong cái buổi sáng ngày hôm nay. Trong cái buổi sáng ngày hôm nay, ngày 18 tháng 9, khi mà mình đang ngồi cập nhật thị trường với anh em thì uh, hiện tại thì Bitcoin đang giao dịch ở uh, nền giá là dưới mức, uh, quanh mức 60.000 đô. Thì anh em chúng ta follow và anh, anh em chúng ta để ý, nó sẽ thấy một cái điều đó là thị trường nó chạy rất là sát cái plan của mình trong cái uh, buổi tối ngày hôm qua. Thì trong cái buổi tối ngày hôm qua thì uh, khi mà thị trường của chúng ta nó tiền tới cái vùng phía bên trên này là cái vùng giá 61.300 đô thì mình có chia sẻ với anh em một cái con sóng nó sẽ quay trở lại về cái vùng bên dưới này thì mọi người có thể xem lại cái buổi live ngày hôm qua đó thì hiện tại nó đã quay đầu và nó hình thành một cái con sóng điều chỉnh cái plan của mình thì gần như nó chạy sát tuyệt đối trong tháng vừa qua thậm chí nếu như anh em mà chúng ta mà nhìn cái sóng của bitcoin trên h4 ấy, thì mọi người chắc chắn mọi người sẽ nhớ một cái điều đúng không ạ đó là hôm trước khi mà bitcoin đang giao dịch ở cái nền giá phía bên trên này thì mình có chia sẻ với anh em về cái việc Bitcoin nó sẽ quay đầu và nó shock out về cái vùng bên dưới là cái vùng giá 57.500 đô. Em thấy một cái cái đó là một điều đặc biệt đó là Bitcoin nó rơi về đúng cái vùng 57.500 đô. Sau đó, đó nó đẩy lên cái vùng phía bên trên. Đó thế nên là những cái nhận định cùng mình thì cả trong một cái sóng của H4 hay là cái sóng của M30 thì nó cũng chạy khá là sát. Đó khi mà Bitcoin đang giao dịch ở đến giá là 61.000 đô này. ở 60.500 đô thì mình có chia sẻ về cái sóng của Bitcoin nó sẽ quay đầu về cái vùng bên dưới là 57.500 đô thì Bitcoin nó đã về 57.500 đô và sau khi Bitcoin về 57.500 đô thì Bitcoin đã và đang xảy ra cái phản ứng giá rất mạnh mẽ và nó đẩy cho Bitcoin tiến tới cái vùng phía bên trên là vùng 61.300 đô thì chỉ trong tối ngày hôm qua thôi thì mình có chia sẻ với anh em về cái việc Bitcoin nó quay đầu đúng không thì đó thì Bitcoin nó đã và đang thành những con sóng quay đầu Thậm chí hôm qua nó còn về vùng sâu nhất là 59.600 đô cơ đó, thì cũng khá là ok thì cũng hôm, hôm trước thì chúng ta cũng có một cái vùng giá của Bitcoin nó chạy về về bên dưới đây này anh em này đó nó chạy về đây sau đó thì nó lại tạo ra những con sóng đẩy rất mạnh mẽ trong buổi tối ngày hôm qua thì trong uh, hôm nay là ngày 18 rồi Ở dạng sáng ngày ngày mai một giờ sáng ngày 19 tháng 8 thì chúng ta sẽ có thông tin rất quan trọng thông tin về lãi suất đó thì có lẽ là trong tối này trong tối nay thì mình sẽ cập nhật với mọi người về uh, thông tin về lãi suất xem tình hình xem uh, nó như thế nào và cái đường giá nó có ảnh hưởng đến cái uh, cái uh, xu sắp tới hay không thì mình sẽ tìm qua nhé anh em nhé xem hình tình hình hiện tại như nào rồi đây ờ uh, lãi suất đúng không ạ đây thì uh, trong 1 giờ sáng ngày hôm nay thì chúng ta à 1 giờ sáng ngày 19 tháng 9 thì chúng ta sẽ có cái công bố về lãi suất nhá. Đó thì đợt này thì đang nghiêng về cái trường hợp là giảm 0.5%. Đó 64% đây anh em nhá. Đó thì đợt này đang nghiêng về cái mức giảm 0.5%. Thì nếu như mà cái đợt này mà phép mạnh tay giảm 0.5% thì có lẽ là thị trường nó sẽ phản ứng rất dữ dội. Đó thì trong tối nay đi trong tối nay thì mình sẽ livestream mọi người xem cái dự kiến lãi suất nào Fed phép sẽ công bố như nào và thì chú ý nhé anh em chú ý tối nay thì sẽ follow giúp mình đó thì sẽ xem cái buổi live giúp mình rồi chúng ta sẽ quay trở lại với thị trường crypto chúng ta trong cái buổi sáng ngày hôm nay trong cái buổi sáng nay thì hiện tại thì sau khi Bitcoin tạo cái vùng đáy tạm thời là vùng 57.500 đô theo cái plan mình đưa ra ấy, thì Bitcoin đã đẩy một cái mạch lên phía bên trên là vùng 61.300 đô và nó đang xảy ra cái phản ứng giá trong tối hôm qua thì mình còn nói về cái việc mà nó xảy ra vào đường giá này rồi đó thì cái mà chúng ta cần làm là bây giờ chúng ta sẽ bám sát để chúng ta sẽ xem rằng ồ nếu rằng thời điểm này thì chúng ta nên làm nào chúng ta đã cầm hàng rồi chúng ta có nên bán ra hay không hay là chúng ta tiếp tục chúng ta thu mua thêm đấy là cái câu hỏi mà chúng ta sẽ cần phải giải quyết và nếu như mà giải quyết được thì mình nghĩ rằng là chúng ta sẽ an tâm hơn rất là nhiều trong cái quá trình chúng ta đầu tư đó thì thời điểm này thì cũng là một cái thời điểm khá là ok nhưng đương nhiên nó cũng sẽ là một cái thời điểm rất là nhạy cảm đặc biệt là trong cái thời điểm mà Fed sẽ chuẩn bị công bố lãi suất đó thì chỉ trong dạng sáng ngày 19 thôi có thì tối nay thì mình sẽ like với mọi người nhé thì đấy là nói qua một chút với mọi người bây giờ mình sẽ đi vào cái nội dung chính trong cái video ngày hôm nay của mình có mọi người chúng ta có thể tham gia vào telegram này tham gia vào trong cái group facebook của mình ở cái phần mô tả video nhé ngoài ra thì anh em có thể đăng ký vào trong nhóm tín hiệu của mình nhóm tín hiệu premium điều kiện tham gia hoàn toàn miễn phí thôi điều kiện đăng, đăng ký và tham gia hoàn toàn rất đơn giản đó anh em mà chúng ta vốn lớn hơn và chúng ta muốn có một cái lộ trình đi tối ưu hơn em có thể đăng ký vào trong nhóm vip nhé nhưng đây sẽ là cái nhóm đầu tư định hướng sẽ chỉ dành cho anh em nào chúng ta muốn có một cái lộ trình đi sát nhất với mình thôi chúng ta mới đăng ký vào đó thì bây chúng ta sẽ đi vào cái nội dung chính cập nhật chính về cái thị trường crypto tại trong cái buổi sáng ngày hôm nay trong cái buổi sáng ngày hôm nay chúng ta sẽ nhìn tổng quan một chút đi tổng quan một chút thì thị trường nó đang chạy rất sát cái plan của mình đúng không? Và chắc chắn một cái điều là mình đã từng côn anh em chúng ta vào hàng Và thời điểm Bitcoin chỉ có 17.000 đô thôi. Sau khi những cái điểm mà mình côn anh em chúng ta vào hàng, thậm chí là những anh em mà biết đến mình sau thì mình vẫn tiếp tục côn anh em Bitcoin ở cái vùng giá 22.000 đô hay là vùng 25 đến 30.000 đô. Có thể là những cái vùng giá mà những cái vùng giá này là những cái vùng giá về sau anh em biết đến mình thôi. Còn cái vùng giá ban đầu mà mình côn anh em ấy nó chỉ là khoảng 17 000 đô thôi, nó vùng giá bên dưới này cơ. Có thì khá là ok. Thì chắc chắn là một cái điều là anh em mà chúng ta đã và đang cầm hàng được giá tốt thì và đặc biệt là như anh em mà đi với mình thời điểm đầu thì vẫn đang có lợi nhuận rất lớn. thì những anh em đó thì chúng ta cố gắng nó không nói giúp mình. Sau khi Bitcoin tiến tới cái vùng giá 74 000 đô anh em đã thấy là Bitcoin nó chạm nó xảy ra những cái phản ứng giá rất mạnh mẽ và nó đẩy cho giá của Bitcoin rơi xuống cái vùng giá bên dưới này và cái vùng giá thấp nhất mà bitcoin chạm là vùng 48, 49 ngàn đô. Một cái điều không tưởng đó là chúng ta có một cái đà tăng trưởng rất là dài. Chúng ta có một cái đà tăng trưởng rất là dài của bitcoin lên vùng 74 ngàn đô. Sau đó nó sẽ tạo ra một cái đà điều chỉnh xuống cái vùng 48, 49 ngàn đô. Và mình tin rằng là đến ngày hôm nay khi mà thị trường nó chạy xong rồi, thì mọi người sẽ thấy là ồ nó rất là bình thường đúng không? ạ? Nhưng mình tin một cái điều là ở cái thời điểm ở cái thời điểm khi mà gì ạ? khi mà Bitcoin ở vùng 74.000 đô không có nhiều người, thậm chí là gần như là mình là cái người duy nhất view Bitcoin về đầu 5x. Đó thì tất nhiên là rồi đúng không ạ? Chúng ta có một cái điểm cắt out ra một cái điểm bán ra rất tốt và sau đó thì thị trường nó sập rất là mạnh. Với mình thì chúng ta bản thân của mình thì mình vẫn nhìn cái tổng quan về cái khung tuần thì chúng ta vẫn đang có một cái vùng tay cuối tích lũy. Đó thì chúng ta vẫn đang có một cái vùng gom hàng của thị trường khá là ok. Và khung tuần, với khung tuần thì mình vẫn kỳ vọng là thị trường nó sẽ tiếp diễn và nó tạo tiếp diễn và nó vẫn duy trì được một cái đà tăng trưởng trong thời gian tới và với mình thì vẫn đặt cái kỳ vọng mà target của Bitcoin gần nhất là vùng 80.000 đô và mình tin rằng là cái target 80.000 đô này nó sẽ là cái target mà không phải là quá khó để Bitcoin có thể đẩy lên, cũng như là có thể đạt được và chỉ quan là trong cái thời gian tới nó có shock out, nó có rũ hay không thôi thì nát nữa mình sẽ đi vào những cái khung thời gian bé hơn để chúng ta cùng phân tích nhưng với cái khung tuần thì mình vẫn ủng hộ cho cái việc mà Bitcoin sẽ tiến tới cái mốc 80.000 đô thậm chí là bitcoin có thể cán cái mốc xa hơn là vùng 90 000 đô là cái điều hết sức bình thường. Đó thế nên là với không tuần thì mình vẫn đang ủng hộ cho cái việc tăng giá của thị trường. Nó chứ không phải là mình ủng hộ cho cái việc thị trường nó xuống đâu. Đó nhưng tí nữa thì mình sẽ đi sâu vào những cái khung gian bé này xem rằng liệu rằng ở chúng ta liệu chúng ta cũng có những cái tín hiệu bullish, những cái tín hiệu tăng giá mạnh mẽ hơn hay không hay là thị trường nó vẫn tạo ra những cái shock out để khiến cho anh em chúng ta chán nản cũng là khiến cho anh em chúng ta gì ạ, mất hàng. Đó thì cái đấy là cũng là một cái vấn đề mà anh em quan tâm khá là nhiều đúng không? Đó thì anh em nhìn này, về trên cái cây đến tuần ấy, thì chúng ta đang có một cái cây lến rút chân đúng không? Ở trên cái khung tuần của cái tuần rơi vào khoảng tháng 7, một cây lến rút chân cho thấy một cái lực mua của cây lến tuần trong tháng 7 một cái lến rất tốt, tháng 7 tháng 8 ấy. Đó thì đây là cho thấy một cái tín hiệu gom đó. một tín hiệu gom mạnh. Đó cái cây đến này này anh em nhìn này. Cái nến này nó cho thấy một cái tín hiệu gom rất là mạnh của market maker của cá mập. Đó, cá mập cá voi cái đoạn này gom rất nhiều anh em nhé Nó tạo ra một cái đn rút chân. Đó, sau đó thì lại anh em lại nhìn lại tiếp tục chúng ta lại có hai cây lến Đó, chúng ta lại có hai tiếp tục chúng hiện tại có hai cây nến ở đây. Một cây lến đỏ và một cây nến xanh. Cây nến đỏ bao trùm cây nến xanh. Nó thể hiện cho một cái xu hướng xấu nếu như anh em chúng ta đánh thuần kỹ thuật nhưng với mình thì đây nó lại là cái cụm nến đẹp. Tại vì sao nó là cụm nến đẹp ạ? À? Tại vì với cái cụm nến này, này nó đủ điều kiện để nó tạo ra những cái phiên uh, show out, nó tạo ra những cái phiên rũ khiến cho anh em chúng ta hoang mang người ta bán ra, bán hàng ra. Thế nên với mình ý, thì cái cụm đến này nó là một cụm đến tạo đến đẹp. Nếu đánh giá ở trên kỹ thuật thì nó là cụm đến xấu nhưng nếu mà chúng ta nhìn về thực tế, chúng ta nhìn về khách quan ý, thì đây lại là một cái cụm đến gì ạ? Cụm đến mà khiến cho người chơi rất là sợ hãi, khiến cho người chơi cắt đau hàng ra. Thế nên là với mình thì mình lại nghĩ rằng là những cái kê đến này nó cần xuất hiện nhiều đó thì nó sẽ khiến cho nhà đầu tư bán hàng ra này khiến cho những cái nhà đầu tư cắt đạo hàng ra nên là với mình thì mình vẫn đánh giá là ồ những cái thời điểm thời gian vừa qua thì khung tuần thứ nhất là chúng ta đang tạo ra một cái vùng Sai quay tích lũy khá là lớn đúng không ạ chúng ta đang xây dựng một cái vùng xay quay tích lũy rất là lớn lại cộng thêm cái việc mà những cái kê đến tuần nó đẹp như này nên mình vẫn ủng hộ cho cái việc mà khung tuần của Bitcoin sẽ đạt được những cột mốc xa hơn đó thì tất nhiên là đây là khung tuần thôi đúng không thì chúng ta sẽ cần phải đi sâu vào cái khung ngắn bé để chúng ta nhìn rằng liệu trong ngắn hạn Bitcoin có khả năng rơi về cái đầu năm hay là đầu 4 hay không đấy là một cái câu hỏi mà mình nghĩ rằng chúng ta sẽ cần phải giải quyết với nhau và chúng ta sẽ cần rất nhiều thời gian để chúng ta bàn luận về cái vấn đề này nhớ anh em nhé rồi chúng ta sẽ nhìn về D1 đi ạ D1 thì anh em nhìn này Ồ, D1 thì chúng ta vẫn nhìn thấy một cái và một cái cấu trúc giảm tạm thời đúng không anh em nhìn này chúng ta nhìn khách quan chưa anh em đó chúng ta vẫn đang có một cái cấu trúc giảm tạm thời bitcoin vẫn liên tục tạo những cái đỉnh và những cái đáy gì ạ thấp hơn và thế này này nếu mà nhìn thì nó thấy là ở cung d thì chúng ta vẫn đang có một cấu trúc giảm nhưng đây là chỉ là cung d 1 thôi thế nên là nếu như mà chúng ta nhìn lên thì cái việc mà bitcoin là short out về cái vùng giảm bên dưới này vùng năm mươi ba đô thậm chí là cái việc shock out về 48 bốn mươi tám đô này nó có thể xảy ra được nhưng nó cần phải có một cái điều kiện đó là thị trường nó chạy xấu nhất thì nó mới về thôi. Và với mình thì mình thực ra mình cũng không có quá kỳ vọng. Đặc biệt là cái vùng hỗ trợ là vùng 575, cái vùng mình đưa ra cái nhận định với anh em thì nó đã và đang về rồi và nó chạy sát tuyệt đối cái plan của mình. Thế là với mình thì mình nghĩ rằng là nếu những bitcoin là muốn rơi về vùng 52 là 48 ngàn đô, ấy, thì bitcoin cần phải diện. Có một cái lực bàn tháo rất mạnh và đây là trường hợp xấu nhất thì bitcoin vẫn có thể về, nhưng nó phải rơi vào trường hợp xấu nhất thì bitcoin mới về có thể là anh em chúng ta cầm hàng thì cũng phải chuẩn bị tinh thần trước là những cái nhịp rũ nó sẽ đến rất nhiều và thậm chí là gì nó sẽ tạo ra những cái tâm lý rất là hoang mang sợ hãi cho anh em nó chứ không đơn giản đâu có thể là nếu như anh em mà chúng ta đang cầm hàng thì chúng ta phải chuẩn bị cái tinh thần thôi nha thị trường nó có thể shock out xuống cái vùng 52 hay là 48 là điều hoàn toàn có thể đó chỉ quan là với cá nhân của mình thì mình vẫn đang cầm hàng và mình vẫn giữ chặt thôi trong trường hợp nếu như thị trường có những cái điểm bảo hàng tốt thì thời điểm đó thì mình sẽ Ờ, có thể mình sẽ mua thêm thì nó sẽ ok hơn là cái việc mà mà anh em chúng ta cứ mua bán và chúng ta giao việc nhiều đó thì đấy là một cái điều để giúp mình nha anh em nhé rồi chúng ta sẽ nhìn về sóng của H4 đi nhỉ anh em nhỉ Ui, H4 thì anh em nhìn này chúng ta đang có một cấu trúc tăng trở lại nhá đó tại H4 anh em nhìn này chúng ta đang có một thiết đập một cái cấu trúc tăng trở lại khi mà thị trường nó đang tạo ra những cái đỉnh và những cái đáy cao dần Có thế nên là H4 mình đang tạm thời chúng ta đang có một cái cấu trúc tăng rất ok đó thì mình nghĩ rằng là tất nhiên là với H4 này thì cái cửa để nó bứt phá lên với vùng trên ngay thì nó không dễ dàng. Nó sẽ cần thêm nhiều thời gian. Đó nhưng với mình thì mình vẫn kỳ vọng là hai cái vùng kháng cự bên trên của Bitcoin rất quan trọng là vùng 65 000 và cái vùng 70 000 đô. Và mình nghĩ rằng là nếu như Bitcoin phá 65 hay là phá 70 000 đô thì đây cũng sẽ là những cái tín hiệu tích cực trong ngắn hạn, trong trung hạn và trong dài hạn. Đó thế nên là hai cái mốc giá này nó sẽ là hai cái mốc giá chúng ta cần phải đề tâm rất nhiều. Đó thì anh em chú ý giúp mình nhé. Rồi chúng ta sẽ nhìn về ăn coi một chút đi, xuôi đi ạ về xui ạ. Nó xui thì hiện tại nó chạy rất tốt nên một chấm gần 1.2 rồi. Đó thì anh, anh em mà chúng ta theo tín hiệu của mình, mọi người mua đầu xui thì chúc mừng mọi người. Chúng ta cố gắng chúng ta nắm chặt thôi. Đó thì uh, nó cũng có những vùng kháng cự ở bên trên này, đâu đấy khoảng 1.4, 1.5. Đó thì anh em nào chúng ta muốn bán tối ưu chúng ta có thể cân nhắc còn nếu như không muốn bán tối ưu thì có thể hầu luôn cũng ok. Tôi cũng là một cái dự án tiềm năng đó cái vùng kháng cự mà xui nó có thể xảy ra bằng đường giá 1.4 1.5 tất nhiên là với anh em đánh hâu đơn dài hạn thì mình khuyến khích mọi người là không nên tối ưu chúng ta cứ ôm mà chúng ta giữ thôi đó thì có thể là trong thời gian tới thì thị trường nó vẫn có những cái tín hiệu tăng tốt đó thì xui cũng là một trong những dự án mà anh em nào mà ôm và gom được thì rất là tốt cố gắng mà cầm chặt thôi đó thì mình nghĩ rằng là trong lần tới khi mà thị trường nó chính thức bước vào những con sóng đẩy thì chúng ta sẽ có những cái kết quả tốt nhưng tất nhiên là anh em phải nhớ cho mình để mà nó tạo ra những con sóng tăng thì những cái việc mà nó tạo ra những phiên short out này nó vẫn có thế nên là nếu như anh em mà chúng ta đang cầm hàng mà anh em mà nhìn thấy thị trường nó short out xuống đoạn dưới này thì chúng ta vẫn sẽ vẫn phải cầm chặt giúp mình thôi không có vấn đề gì đó thì đấy là trường hợp xấu nhất thì nó mới short out như vậy thôi còn lực tăng của xuôi nó vẫn rất là tốt anh em nhé chứ không phải bán đâu giá tăng của xui hiện tại thì nó vẫn duy trì được một cái phong độ một cái đa tăng rất ổn đó thì anh em nào ôm thì chúng ta cố gắng và cầm cầm chắc giúp mình thôi họ xu tăng của thị trường vẫn đang khá là tốt nhé anh em này ăn coi thì gọi đăng ký vào trong nhóm tín hiệu miễn phí nhé có link đăng ký thì mình có để cái phần mô tả của video đó thì trong cái buổi sáng ngày hôm nay thì mình cũng sẽ tranh thủ mình update thị trường mọi người thôi đó thì về ăn coi thì mình cũng rất ít khi mình phân tích ở trên live hay là trên các cái buổi phân tích thị trường Thế là anh em có đăng ký vào trong nhóm tín hiệu giúp mình nhé và video ngày hôm nay của mình cũng sẽ kết thúc đây đó và hẹn gặp lại mọi người trong cái video tiếp theo. Bye mọi người.